chuyện kể rằng vùng đất làng nghề La Xuyên thuộc xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định ngày nay vốn là khu rừng gỗ lim hoang vu nằm bên dòng sông Sắt. Một lần, vua Lê Đại Hành cùng đoàn cận vệ đi khảo sát dân sinh đã dừng chân ở nơi đây. Thấy đây là vùng đất đẹp nhưng dân cư thưa thớt, chỉ có dăm nhà lác đác ven sông như thần linh mách bảo, vua chợt nghĩ ra phải khai phá, cải tạo nơi đây thành miền châu thổ sầm uất. Bởi vua Lê Đại Hành rất quan tâm tới việc khuyến nông. Nghĩ vậy, vua liền nhắm đến ông Ninh Hữu Hưng, sinh năm 936, mất năm 1020, là một quan chức đáng tin cậy từ thời vua Đinh Tiên Hoàng và là người có thể thực hiện được những ý tưởng của mình. Sau đó, nhà vua đã cho cụ Ninh Hữu Hưng ở lại đất này. Vua cắt toàn bộ vùng đất Cái Nành, tên nôm của làng La Xuyên hiện nay, cho gia đình dòng họ của ông Ninh Hữu Hưng. Họ về đây khai hoang, lập ấp, phát triển làng nghề và biến nơi đây thành khu thương mại bên dòng sông Sắt. Ninh Hữu Hưng, cụ tổ đầu tiên về lập ấp truyền nghề cho địa phương, là một thợ mộc nổi tiếng đã được hai triều đại Đinh, Lê trọng dụng. Khi về khai hoang vùng đất mới, ông đã cùng con cháu trong nhà truyền nghề cho dân chúng. Nhiều người tứ xứ đến đây học nghề đã đổi lấy họ Ninh để tỏ lòng biết ơn ông và xin ở lại đất này để theo nghề chạm khắc. Có người nhận định tục rước lửa của làng nghề La Xuyên ngày nay bắt nguồn từ đó. Tục lễ rước lửa ngày một linh thiêng hơn, được dân làng La Xuyên coi trọng. Lửa đã đem lại mọi sự may mắn đến với những gia đình và người thợ chạm khắc gỗ nơi đây. Họ lấy lửa làm ngọn đuốc, soi tỏ con đường mình đang đi, xua tan những rủi ro trong năm mới. Vậy là đã bao năm qua, người làng La Xuyên đã dùng ngọn lửa của tổ nghề Ninh Hữu Hưng để gọi rửa tâm hồn và giữ gìn làng nghề. Họ đưa đến khắp nơi những sản phẩm chạm khắc trên gỗ đẹp như những áng thơ ca về mùa xuân. Nghề mộc truyền thống La Xuyên mà đỉnh cao là nghệ thuật chạm khắc đã đạt đến độ hoàn hảo, sản phẩm phong phú thông dụng với những đường nét khác biệt, kỹ lưỡng đến từng chi tiết, thể hiện trình độ kỹ thuật cao, ẩn chứa mỹ cảm và tâm hồn người thợ. Chưa bước chân đến cổng làng, ta đang nghe những âm thanh lách cách của tiếng gõ đục, tiếng lạo xạo của giấy giáp, bào, cưa. Hòa vào đó là tiếng nói, tiếng cười của những người thợ, mặt lấm tấm mồ hôi nhưng tràn ngập niềm say mê, rạng rỡ. Họ chính là tác giả của những sập gụ, tủ chè, ghế phượng, tượng rồng. Những con người ấy cùng sản phẩm sáng tạo của mình từng ngày, từng giờ làm đẹp cho đời và làm giàu cho làng quê. Mới đây, làng chạm khắc La Xuyên đã vinh dự là một trong ba làng nghề tiêu biểu nhất cả nước. Năm 2016 được chọn rước lễ tổ nghề và thắp hương tại Điện Kinh Thiên, Hà Nội. Đây là sự đánh giá cao nhất của nhà nước về độ tinh xảo tài hoa của các nghệ nhân chạm khắc La Xuyên so với hàng trăm nghề đồ gỗ khác. Ngày nay, La Xuyên là một thôn của xã Yên Ninh, huyện Y Yên, nhưng làng nghề này đã cùng sống với thời gian, ngày càng nổi tiếng trên đất Việt. Với truyền thống là một làng nghề lâu đời, La Xuyên đã hình thành các khu công nghiệp với hàng trăm cơ sở sản xuất và bán hàng đủ các chủng loại. Nhiều công ty mọc lên với xưởng chế tác rộng rãi, xe chở gỗ tấp nập vào ra chạy dọc đường làng, đem lại việc làm cho hàng ngàn công nhân và đang góp phần rạng rỡ cho quê hương đất nước. Giờ đây, đường làng La Xuyên đã trở thành phố hàng mỹ nghệ, đường quốc lộ đi qua cũng trở thành phố nghề của địa phương. Một không khí lao động sản xuất nhộn nhịp chưa từng thấy ở bất kỳ làng quê nào ở Bắc Bộ. Còn gì tự hào hơn khi là một người con của vùng đất địa linh nhân kiệt này?
đúng như câu ca các cụ tiền nhân đã truyền lại: giai nhân con cháu cái nành, dẫu không khoa cử cũng thành nghệ nhân.